Lặn không con? Nằm đây có lặn không? Lặn hả? Gió quá ha. Con đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Bây giờ chú pha mì cho con ăn nha. Pha mì với luộc trứng cho con ăn nha. Bé nằm thấy thương quá cả nhà. Ba chị em chùm mền luôn. Lạnh quá. Lạnh không tụi con? Lạnh hả? Trời ơi, chùm mền kín mít rồi. Bé, mấy bé nằm ngay sau nhà này cả nhà. Đó, ngay sau nhà luôn. Đằng sau là rừng núi mênh mông cả nhà. Số Bắc mến chào cả nhà thân thương nha. Chúc cả nhà thân thương một buổi chiều mát mẻ, thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và những người thân yêu của mình nha. Chiều hôm nay Số Bắc lại tiếp tục quay trở lại cái ngôi nhà đông con nhất miền núi Ninh Thuận cả nhà. Thì sau khi mà Số Bắc chia sẻ những cái hình ảnh của họ lên đó, thì cũng đang dựng hai cái căn nhà của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà con khó khăn miền núi. Thì các anh thợ cũng đang dựng mấy ngày nay rồi. Tối hôm nay Số Bắc quay trở lại để mình mang đến cho họ một cái bữa ăn vui vẻ buổi tối cả nhà. Mua ít trứng nữa cho các bé nhỏ. Trên này thì các bé cũng không có cái gì ăn hết cả nhà. Rất là khổ, thiếu thốn tùm lum hết. Thôi mình đi vô nha. Rồi con chào gia đình mình nhá. Trời ơi, ăn một tảng cơm cháy luôn. Ăn cơm không vậy hả con? Cơm không hả? Không có gì ăn à, chú luộc trứng cho con ăn nha. Có ăn trứng không? Ăn hả? Trời ơi, thấy bé cầm nguyên một tảng cơm bé ăn này. Thương quá. Ăn cơm không cả nhà. Cơm có cháy nữa. Ngon không con? Ngon. Ngoan quá. Tối hôm nay chú luộc trứng cho tụi con ăn nè. Có mang trứng theo nè. Thích ăn không? Thích. Thích. Dạ. Con chào cô nha. Chào em. Gia đình mình tối nay có gì ăn chưa? Tối nay ăn gì? Tối nay ăn món gì? Nó có canh ăn đâu. Không có canh ăn hả? Trò chuyện với cô. Anh Đồng đi qua đây này, đi qua bên này này. Rồi, con chào cô nha. Cô chào con nha. Dạ. Cô đi đâu đó? Hả? Cô ngồi đây với con nè. Ôi, mình thấy bệnh. Không, cô cứ ngồi đây nè. Cô đang cho bé uống sữa hả? Thường buổi tối là gia đình mình làm cái gì em? Không có... Làm cái gì cô? Không có làm gì hết. Không làm gì hết hả? Buổi tối là mình ăn tối xong là gia đình đi ngủ. Mấy giờ là gia đình mình ngủ cô? 8-9 giờ. 8-9 giờ tối là ngủ hết rồi hả? Khu này chắc tầm khi mà mặt trời xuống núi cái là tối thui đâu có thấy gì được em hả? Dạ. Ngon không con? Sữa ngon không? Đồng quá. Rồi em 6 đứa rồi có tính là kế hoạch hóa gia đình không? Hả? Chào con xin phép cô nha. Đây kìa, quay qua bà đút sữa kìa. Cứ thấy xuân mắt là bé ngại, bé không uống sữa cả nhà.
Đợt này có nhà mới này, rồi có kế hoạch hóa gia đình lại không em? Em có tiền đến sáu đứa là em không có, em không có đẻ. Mấy đứa? Sáu đứa. Sáu đứa là không đẻ nữa hả? Chắc chưa? Chắc. Chắc rồi ha. Dạ. Là kế hoạch hóa là không đẻ nữa đúng không? Dạ. Sáu đứa là ở vừa cái nhà. Bây giờ đẻ thêm đứa nữa là chật nhà. Nói chứ mình sao bác nói vui với em thôi chứ mình kế hoạch hóa lại gia đình đấy, mình lo cho các bé cho nó đầy đủ em nha. Dạ. Ừ, lo chứ anh thấy bé nào cũng ốm yếu rồi nhỏ xíu à. Rồi mình lo cho các bé, nhiều khi cho các bé học nữa em ha. Dạ. Hứa chắc nha. Dạ em hứa chắc. Em á, em kế hoạch hóa gia đình á là anh sẽ mang tới một cái niềm vui nữa để mà gửi tặng cho gia đình mình. Nhưng mà em phải giữ lời hứa với anh nha. Dạ em giữ lời hứa. Ờ, giữ lời hứa đúng không? Dạ. Kế hoạch hóa gia đình nha. Dạ. Là sáu đứa là không đẻ nữa nha. Còn bé Ái là bốn đứa rồi đúng không? Dạ. Là cũng kế hoạch hóa luôn hay là sáu đứa mới kế hoạch hóa? Dạ em không biết. Không biết. Tối nay mấy con ăn gì chưa? Chưa ăn hả? Bé nào cười cũng đẹp hết trơn á, dễ thương quá. Trời ơi gái nhỏ ơi. Mum. Đúng giờ khóc rồi. Đến giờ khóc hả? Ơi chú đến thăm con nè. Con chuẩn bị có nhà mới ở rồi nha. Chuẩn bị có nhà mới, ở nhà mới rồi, không có nắng mưa, không có dột nữa nha. Không có nắng, không có mưa nữa ha. Em ơi, hôm nay anh tới á, anh mang theo một cái thùng mì. Thì em pha mì, hòa mì cho các cháu anh nha. Còn trứng này nè, em luộc lên. Trứng này em luộc lên cho mấy bé ăn. Nha. Luộc lên cho mấy bé nhỏ ăn trứng nha. Cái này em mang vào em nấu buổi tối đi ha. Còn mình tối gia đình mình ăn thêm cái gì đó thì mình nấu thêm nha. Dạ. Có ăn gì không hay là không ăn? Gạo đỏ. Ăn mì. Nấu cơm chưa? Dạ chưa. Chưa nấu cơm. Có mì ăn mì thôi hả cô? Dạ. Có mì ăn mì thôi. Không có gì ăn. Không có gì ăn thiệt hả em? Dạ thiệt. Không có gì ăn luôn. Đu đủ hả? Con ăn lá đu đủ không? Thường xuyên ăn. Thường xuyên ăn hả? Trời ơi. Chỉ có đi học thôi, ăn ở trường. Sao sao? Sao mà thổi kèn ô tô ở đây? Hả? Sao mà thổi kèn ô tô ở đây ông tướng? Hả? Sao thổi kèn ô tô? Quậy lắm nha cả nhà. Quậy lắm mà mỗi lần mà xuống ác ẩm cái là nín thinh nè, không nói gì hết trơn. Thôi chừng té con, đứng vững coi chừng té nha. Không đứng được. Không đứng được? Không. Sao hả? Say hả? Cũng không biết nữa. Đói hả? Say hả? Mà không biết bò luôn à. Không đứng được thiệt hả? Bé này không đứng được. Ủa? Sao hả? Giờ một tuổi mấy rồi? 14 tháng rồi. Ủa cái bé này có phải là bữa bé tắm ở cái chậu không? Đúng rồi. Không đứng được thiệt hả? Bây giờ anh thả ra đứng được không? Không được. Ủa? Đằng qua nó dấn, nó đứng nó dấn thôi mà. Dựa dựa là đứng thôi hả? Chứ tự... Ủa? Cũng không bò luôn. Không bò luôn? Không. Ủa? Lạ vậy? Con đứng chú coi nào. Ôi trời. Ơi. Này, cái này xây rượu bẩm sinh cả nhà. Ủa, bé hồi sinh ra là vậy luôn hay sao em? Em không biết hỏi mẹ. Ủa vậy hả, kỳ vậy? Không bò, không đứng được luôn. Dạ không. Cái này là bị sao cả nhà, số mắt cũng biết luôn nha. Sao kỳ vậy?
Tại vì mấy bé anh thấy giống giống nhau quá, anh biết chưa phân biệt được bé nào với bé nào luôn á. Em ơi, bé em thì tới anh hỏi xíu. Biết bò rồi. Tới đây anh hỏi xíu coi. Cho anh mượn con em bị gì mà không đứng được em? Em cũng không biết nữa, hồi lúc em mang bầu cho nó em cứ hay đi làm rồi người ta kêu bơm thuốc, em đi bơm. Giờ nó một tuổi mấy rồi không biết bò, không biết đi luôn. Đi tiêm hay là sao? Không tiêm, tại em cứ hay đi làm, đi làm thuê làm mướn á. À. Rồi lúc em mang bầu nó hồi lúc đó là được 2 tháng. À. 2 tháng em cứ đi làm mía, ngày nào cũng đi làm á. À. Cứ đi làm hay đi làm mía xong đến khi tới đẻ luôn. Rồi giờ nó không biết bò, không biết đứng. Không biết bò, không biết đứng. Dạ. Là từ lúc mà đẻ bé ra là em đi làm là bé nó bị vậy rồi hả? Dạ. Hồi đó em đi làm xin nó được 3 ngày. À. Để nó ở nhà với bà dì nó. Bà dì nó chăm xong em đi làm tiếp tới bây giờ luôn. Mà nó không biết bò, không biết đi. Ồ, lạ ta. Không mà đứng được. Có câu dễ thì ông nói được. À. Có câu dễ dễ là ông nói em được. Em có đưa bé đi khám ở đâu chưa? Chưa hả? Kỳ đó. Anh thấy chân bé bình thường mà sao lại không đứng được nhỉ? Dạ, anh không tin em cho đứng luôn rồi. Không, anh nãy anh cho đứng rồi. Ngã không à? Đó, đó. Ông có hay ngã không à? Ờ. Mình dựng vậy thì ông đứng à? Ờ. Dựa thì đứng là đương nhiên rồi. Nhưng mà thả ra là ngã. Nãy giờ anh thả mấy lần rồi. Ngộ ha. Thì người ta có kêu em là kêu xe tập đi á. Ờ. Mà em có tiền mua xe tập đi. À cái xe tập đi hả? Dạ. Cái xe mà bé ngồi, bé ngồi để mà chài chài đi á hả? Dạ. Ồ. Lì lắm. À, cả nhà thân thương, bé này tên gì em? Dạ tên Dương. Dương? Dạ. À bé nhiêu tuổi rồi? Dạ 14 tháng rồi. 14 tháng rồi. Mà không cũng gần 15 tháng rồi, chơi hết tháng này 15 tháng rồi. Ờ, à, cái tuổi này là bập bẹ đi rồi. Tập là bắt đầu chập chững là đi từ từ mà bé giờ không đứng được luôn cả nhà. Là không biết bị gì. Anh nó hồi đó được 10 tháng là anh nó biết đi rồi. Ừ. Mà nó không biết đi, cũng không biết bò luôn. Không biết bò luôn. Dạ. Lạ ha. Em nghe ai nói là có cái xe cho bé đi thì có bé có thể đi được. Để có thể tập đi được. Nghe người ta nói vậy á, hồi nay xong rồi cho tập cho nó đi mà ông không mình tập đi thì ông đi vài bước là bắt đầu ông ngồi tiếp à, ông không có đi. À. Cô đi công việc hả cô? Cô đi ra thăm nhà nhá. Hồi sáng giờ thăm mấy lần nhà rồi. Thấy tội quá. Có bé nào bị giống bé này không hay là một bé này bị thôi? Một đứa này thôi, còn anh nó hồi đó 10 tháng ông biết đi rồi. 10 tháng là biết đi rồi. Biết bò luôn, biết bò. Bé này 15 tháng mà không đứng được. Đó. Không đi không bò được. Hết tháng này là 15 tháng rồi đó. Ồ. Không cho dính nữa chứ. Cái chân vẫn bình thường mà ổng không có bò không đi luôn. Chân bình thường mà anh thấy bình thường mà kỳ ha. Hay là do nó đi chậm không biết. Không rõ, anh cũng không rõ. Ôi. Bé thấy thường mà không đứng được. Có chân bẻ con. Có chân bẻ. Bây giờ em mang trứng vô em luộc cho mấy cháu ăn đi ha. Rồi tối mình ăn mì. Tối nấu mì ăn ha. Có hơi nghỉ luôn kìa nè con ăn đi tất. Ồ hộ. Thằng này suốt ngày bến miếc à. Suốt ngày bệnh hả? Dạ cứ đến khi gió với lại nắng quá ông đi là bắt đầu là viêm phổi nhập viện biết à. Từ hồi lúc đi là nhập viện 3-4 lần á. Trời ơi. Cô ơi cô đang làm gì hả cô? Nấu cơm thấy gạo ít lon đó, nấu cơm thấy gạo ít lon á.
À, cho cháu ăn hả? Sao con có mang mì gói đó? Ăn mì thêm nữa chứ. À, ăn mì thêm nữa mới no hả? Ừ, cho nhiều quá mà. Dạ, cháu đông quá hả? Nấu cơm luôn. Dạ, ít lon là nấu cơm ăn luôn. Cô luộc trứng chưa? Chưa. Nấu cơm đã. Nấu cơm đã ha. Cô nấu gạo xong là luộc nấu cơm xong là mình luộc trứng mình ăn luôn cô ha. Dạ. Ăn cơm. Phải à? Cô đi ra ngoài này cô lấy cái son, cô pha mì ăn cả nhà. Mấy cái son này là mình mua hay là được tặng cô? Người ta tặng cho hả? Dạ. À, không có tiền mua. Rồi, cô lấy cái nước đó cô nấu luôn nhé cả nhà. Ở đây là mình sử dụng cái nước là cái nước này hết cô ha. Gia đình mình sinh hoạt bằng cái nước đó hết. Cái nước này thì số mắc cũng không biết chạy từ đâu về cả nhà. Nó chạy từ cái mương lớn ở ngoài á, chạy vào đây. Cái mương nước lớn ở ngoài. Bây giờ cũng khá là tối rồi cả nhà. 6 giờ tối rồi. Cả gia đình ăn tối. Trời ơi, bé chị điệu bé em. Bé em bị sốt. Bị sốt hả? Ôi sao sốt nữa rồi. Ở đây mấy bé bệnh sốt rồi cả nhà. Trời ơi nóng rồi. Trời ơi thương quá. Rồi mua thuốc gì cho bé uống không em? Cô uống thuốc không? Tự ốm tự hết rồi hả? Uống thuốc mới hết hả? Ờ. Không có tiền mua thuốc hả? Trời ơi. Số mắc cũng không biết, biết thì mình mua thuốc cho bé rồi cả nhà. Hôm nay bữa tối của gia đình có cơm này. Cô cho con xem nồi cơm coi cô. Có chút xíu vậy thôi hả? Dạ. Rồi cái này là nồi trứng luộc. Dạ, nồi trứng luộc. Rồi ăn kèm với mì nữa cho no cô ha. Dạ. Sao con nằm đây? Sao nằm đây ngủ? À, bé chạy có cái miếng vách tre nhỏ nhỏ bé nằm bé ngủ cả nha. Lạnh không con? Nằm đây có lạnh không? Lạnh hả? Gió quá ha. Con đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Bây giờ chú pha mì cho con ăn nha. Pha mì với luộc trứng cho con ăn nha. Bé nằm thấy thương quá cả nhà. Nhìn mấy em nhỏ nằm chơi đùa ở ngoài này mà nhìn thương quá cả nhà. Nằm ngay giữa cánh đồng như thế này luôn. Giữa núi rừng như thế này. Trời ơi ba chị em thương quá.
Để Xuân Bắc mở cái đèn lên chút xíu thôi. Các con đang làm gì đó? Chơi hả? Nằm chơi hả? Trời ngoan quá. Ba chị em chùm mền luôn. Lạnh quá. Lạnh không tụi con? Lạnh hả? Trời ơi, chùm mền kín mít rồi. Bé, mấy bé nằm ngay sau nhà này cả nhà. Đó, ngay sau nhà luôn. Đằng sau là rừng núi mênh mông cả nhà. Con trai mới đi học về nè. Con tên gì? Tên Bảo. Tên Bảo hả? Dạ. Con học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6. Đi học xa hả con? Dạ. Từ sáng tới tối mới về luôn. Dạ. Ừ. Con học giỏi không? Học sinh gì? Học sinh khá. Học sinh khá. À, học sinh khá là giỏi rồi. Cố gắng học con nha. Cố gắng học mốt biết chữ, đi làm, kiếm tiền. Về chăm các em nữa con nha. Cố gắng học nha. Dạ. Ngoan quá. Bé rất là ngoan luôn cả nhà. Khi mà đi học về á, thấy biết Xuân Bắc đến thăm gia đình á, thì bé vô chào rất là lễ phép luôn. Rất là ngoan luôn. Con là anh đầu hả? Con là thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai hả? À, anh con đâu? Chị. Chị đâu? Đi làm. Chị đi làm hả? À. Trời trời. Gì? Thôi coi. Rồi, mình vô trong đây coi các bé làm gì trong này. À, cái đèn năng lượng này á, họ cũng được bên từ thiện cho này cả nhà. Gia đình cũng được bên từ thiện cho cái đèn năng lượng để mà thắp sáng. Rồi, tụi con ngủ tối ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đây đúng không? Nằm chú xem coi. Vô nằm, tập trung vô nằm nào. Cái chỗ này là chỗ các bé ngủ mỗi tối cả nhà. Con nằm đâu Hưng ơi, con nằm đâu? Con nằm đâu? Nằm chú coi. Mấy chị em tập trung nằm đây hết hả? Trải nệm ra nằm. À. Cái nệm cũng rách hết rồi cả nhà. Chuẩn bị nằm nhà mới các con nha. Rồi, cõng em đang bệnh nè. Cõng em lên giường ngủ. Nè, em in vậy nè. Anh cứ vậy thôi hả em? Dạ. Cứ vậy hả? Dạ. À, không bò được. Dạ không. Là cứ trườn vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi. Không đứng được mà cũng cứ trườn như thế này thôi nè cả nhà. Bé này nè. Trời ơi. Loài chim rồi. Trời ơi, quần anh rách anh loài chim rồi. Ơi. Bé cứ trườn như vậy thôi cả nhà, không bò luôn.
như các bé khác là bò cả nhà, bé này không bò luôn mà cũng không đứng được luôn. Lạ ha. Hồi nhỏ giờ là bé cứ vậy thôi hả em? Dạ. Cứ vậy thôi. Hồi nhỏ con người ta biết lật mà ông không biết lật luôn. Không biết lật luôn. Dạ. Ngộ vậy. Biết ngồi mà biết ghế luôn rồi. Biết ngồi cái là vậy luôn. Dạ. Không biết bị sao nữa trời. Anh cũng biết bị này sao luôn á, anh chưa gặp luôn. Em năm đứa con em cũng chưa gặp vậy luôn. Có nghĩa là theo cái sự phát triển của các bé là anh chưa có gặp bé nào mà như vậy hết á. Lạ. Cả nhà có biết bé nhỏ đây bé bị cái bệnh vậy là sao không nghe cả nhà? Góp ý cho Sơn Mắc thử nha. Sơn Mắc mà có tiền á, mình sẽ Sơn Mắc sẽ mua tặng cho bé một chiếc xe nha cả nhà. Cái xe mà này bé ngồi vô á, bé tập đi. Mười lăm tháng. Mùa này gió lớn rồi, lạnh dữ cô ha. Dạ. Gia đình các bé lạnh đó là vào trong cái bếp này ngồi cho ấm á cả nhà. Hai con lặn không? Lặn hả? Đi từ từ, có chừng té nha. Từ từ cho nó nở đó con, từ từ cho nó nở nha, cho mì tôm nở đó. Đây, anh hai đi học về đói bụng là ăn hai tô luôn, ăn hai gói luôn, ăn vậy cho no con ha, ăn cho no rồi cố gắng học nha, ngoan quá. Dễ thương quá. Dạ. Hưng ơi, con ăn ngon không? Ngon ha. Mười cả hơn chục bé lận à, anh ơi. Hơn chục bé lận, mười mấy bé lận, đông lắm. Trời ơi, anh này anh chơi nguyên cái tô luôn cả nhà. Tụi con ăn còn trứng luộc nữa nha. Chú có luộc trứng ở trong cho tụi con ăn nha. Con ăn đi. Trứng luộc được chưa cô? Dạ, cô bóc cho các bé ăn luôn nha. Dạ. Một bữa ăn rất là vui vẻ của gia đình cả nha. Ăn mì gói với trứng luộc.
nhìn các bé ăn rất là ngon miệng luôn. Coi chừng lửa nha con, cẩn thận nha, nóng nha. Nhìn tô mì ngon quá cả nhà ơi. Nóng hổi luôn. Ban đầu thì Xuân Bắc mua trứng, tính cho gia đình đập trứng vô mì ăn. Nhưng mà do là các bé còn quá nhỏ cho nên là luộc trứng chín cho các bé ăn cho bảo đảm cả nhà. No chưa con? Dạ no. Dạ no rồi hả? Con có muốn ăn trứng nữa không? Dạ muốn. Muốn ha. Chờ chút xíu bà pha mì xong rồi bà bóc trứng cho con ăn nha. Cho mấy chị em ăn nha. Cả nhà thân mến, như vậy là ngày hôm nay Xuân Bắc quay trở lại gia đình của em Ái và gia đình của em Gáy. Hai chị em, người đồng bào Rắc Lây miền núi. Họ ở trên một cái miền núi cũng rất là xa xôi, một địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Một trong những hộ gia đình khá là đông các bé nhỏ cả nhà. Thì hôm nay Xuân Bắc chia sẻ cái hình ảnh vào buổi tối gia đình họ sinh hoạt, cuộc sống của các bé nhỏ như thế nào, cũng như là cái nơi mà các bé hàng ngày các bé ngủ và ăn uống như thế nào vào buổi tối. Xuân Bắc gửi những cái hình ảnh đến cả nhà thân thương. Bây giờ thì Xuân Bắc sẽ kết thúc video và quay trở lại về nhà. Bây giờ cũng khá là tối rồi, đường rừng, đường núi mà đi buổi tối là không thấy đường luôn cả nhà. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Cả nhà yêu thương thì xem video, nhớ đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Xuân Bắc nha. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà nha. Xin chào.